Chương trình này là một thời gian nữa là UNESCO công nhận mà. Di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Thật sự là chương trình bây giờ giá trị nó lên mấy triệu đô. Thưa anh Đại Nghĩa, như chúng ta đã biết, tại sao mùa 4 này hấp dẫn? Là tại vì chương trình mời một cái bà biên tập được NASA phải tới. Là một điều mà mọi người ngỡ ngàng không hiểu. Loại hồi xưa là chỉ có nhếch miệng thôi, bây giờ mà có vụ nhếch miệng nhạc không lời nữa. Ngang ngược loại nè, hát xong cái nhìn Quân cười kiểu mà gật đầu nha, chào em kiểu loại. Cái tiểu phẩm vừa rồi tại cho cái cô gái người yêu xưa đúng không vậy. Bán cái gì mà bán đậu phộng đúng vậy. Lạc à, đậu phộng là lạc. Lạc có nghĩa là lạc giọng à. Loại. Nhưng hai anh em chung một nhà, ở nhà ba má không ai lo. Loại. Loại. Có khi ba má ta đang đi coi ngồi cái này nè. Ủa vậy hả? À. Có ba má này luôn phải không? À. Loại. Loại. Để bán về nhà gia đình có thể đi ăn uống với nhau được. Đúng rồi. Thoải mái hơn. Còn Quân, em nghĩ sao? À, em thấy hai ngày đúng... mặc áo giống màu em. Loại. Cho tim càng thêm nhói đau, cánh hoa ta, cánh hoa ta dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân dây theo môi tình. Oh my god, nhét bài của Trấn Thành luôn mới ghê. Đúng không? Đang định bảo tại sao lại hóa thân thành trọng thoại mà nhét luôn bài của tôi. Âm mưu gì để cho được chửi lại đến cuối chương trình? Fan hâm mộ của anh rồi. Tự nhiên làm vậy mà loại người ta thì thấy nó kỳ đúng không anh? Không. Tôi loại giùm cho. Thật ra hồi nãy nhép là biết hát được. Tại sao ban biên tập cho nhép nhạc của Trấn Thành để Trấn Thành phải rơi vào bẫy? Mục đích của biên tập không phải là để chúng ta đoán sai, mà là chỉ cần Trấn Thành đoán sai là tôi vui rồi, là cũng ngân. À. Nhưng hay đó, có nhịp có hơi đàng hoàng chứ bộ. À, đúng vậy. Không em ơi, thật ra hai cái bộ đàm này bộ nào cũng đẹp cả. Không phải, đẹp hay không quan trọng. Có những bộ đồ trình diễn được, có những bộ đồ không trình diễn được. Và bộ đồ này là không trình diễn được. Em trộm lòng, cao phục, cứ đổi lại. Em hay, em là dở, vậy số 5. Loại. À, thưa anh, hiện nay gia đình của em đang rất là đói bụng. Mà khi quay mà đói thì tụi em nghĩ ngay đến những nơi mà có đồ ăn ngon nhiều. Khu vực tập trung nhiều nhất vẫn là quận 5. Ánh mắt lo lắng. Cho anh một ánh mắt để giữ em lại đi. Trời ơi, đá lông nheo kìa. Đá lông nheo, thành khẩn, dễ thương. Loại. Cho lại đi. Lại, mê quá. Đẹp. Cưng cưng không? Dễ thương quá rồi. Thôi, cha mẹ đưa lên đây nhiều khi cho con nó tỏa sáng lần đúng không? Vô vòng 1, đuổi về tội nghiệp nhỏ, giữ. Đây. Lan Khuê, làm gì mà khán giả tới mọi phải giữ lại? Chắc chắn bà con của khu phố này giữ lại. Giữ luôn. Quay lại. Nó là lượt năm thôi, quay lại số 5. Sâu sao? Anh đã đi một vòng cả Sài Gòn mà bây giờ người ta vẫn bắt anh phải ăn ở quận 6. Thì biết làm sao đây em? Sâu sao? Gia đình Trường Giang. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, người ta thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Trời ơi, đừng. Thì quận 5 là rất là đông và quận 7 cũng không kém. Thôi chết. Quận 7 hả? Giờ chúng ta là người Việt Nam. Đúng. Mà quận 7 là tập trung đồ ăn Hàn Quốc. Đúng. Vậy thì loài. Xem thấy nhiều người đọc đơn giản quá. Nói rồi chọn đồ cái kiểu mà giải thích như không giải thích. Em thì không thể nói chuyện với cái tầm siêu nhiên được. Em chỉ về siêu thị thôi phải không? Dạ không, em chỉ đi qua sơ bằng cái máy siêu âm. Ừ. Em soi. Số 2 à? Thì tự nhiên em đang soi cái tới số 6 kia. Bí. Nó dính cái gì mà kêu vậy? Sao mà tự nhiên qua tới đây cái máy soi nó kêu bí. Cái lát em chỉnh, em bấm máy, em bấm coi coi cái gì ta sẽ kêu như vậy. Thì máy mới kêu dơ. Em nghĩ là số 6.
Mà anh ơi, em nói cho anh nghe một điều nữa nè. Hồi nãy cái cách turn của bạn này. Ủa? Nó kì dancer không anh? Yes! Dancer! Yeah, nãy giờ em cũng đang nghĩ về hướng đó. Tại vì cái turn rất là chắc. Có khi nào bạn này cùng vũ đoàn với cái bà số 2 hồi nãy? Chính xác đó. Hai đứa bây giờ nhảy không đủ tiền tràn vô đây, lấy tiền về để nuôi tiếp cho vũ đoàn của mình. Động cơ không rõ ràng. Lỗi. Người ta có động cơ rõ ràng mà lỗi người ta. Xin lỗi em. Ý là động cơ không có, có là làm chính đáng là... trong sạch. Trong sạch hả? Loại. Đâu? Sai. Người ta đi kiếm tiền về để giúp các anh em là đúng. Đúng rồi. Động cơ rõ ràng, trong sạch. Nhưng lừa gối đồng nghiệp. Lừa dối đồng nghiệp. Loại. Kiếm gì cũng loại. Trong tình trạng kẹt xe của Sài Gòn hiện nay. Thưa quý vị, có một địa điểm, nơi mà chúng ta có thể thấy được bờ kè thoáng đãng rộng rãi. Vì vậy, chúng tôi sẽ mua nhà tại khu vực Bến Dân Đồn, quận 4. Cô gái với bó hoa hồng. Chương trình sẽ gài vô cô gái này rất đẹp, đó là nhan sắc đánh lừa mọi người. Nhưng không, chúng tôi nghĩ rằng là ẩn sau nhan sắc đó sẽ là một tiếng hát nhan khói. Đội Trường Giang. Kính thưa quý vị, các tôi chị trời hết hồn luôn. Nè, không có chọn cái đó nha. Ở cuộc sống này, những cái gì đơn giản thì ai cũng có thể làm được. Đúng. Mình mới làm những điều khó khăn thì được, mới thấy bản lĩnh của mình, đúng không Huy? Hay là em đồng ý. Huy hiện tại đang ở đường gì? Em đang ở đường số 6. Trời ơi. Định mệnh đã an bài. Như vậy là chọn đồng số 6. Số 6. Chị bạn thân mến, hiện tại chúng tôi đã hỏi ý và chúng tôi cũng biết bên kia đang mê số nào rồi. Anh Long hiện tại có hai quán buffet, anh đang muốn phát triển thêm một quán nữa. Mà thấy mặt bằng chỗ nhà cô giáo rộng rãi quá, tính mướn. Yes. Nên chúng tôi quyết định chọn số 7. Số 7 là quận 5. Trái tim mình nói quận 5. Nhưng em không chọn quận 5, bởi vì đội bạn chọn rồi. Nhưng thưa anh, người ta nói về món ăn ngon á thì ngoài quận 5 ra để tập trung thì chỉ còn quận 6. Anh để ra quận 5 đã đi, quận 6 ở lại làm gì? Hôm nay em có thua, em phải trách bà biên tập làm không rõ ràng em ạ. À, không ra Lý Tiểu Long, ra Châu Đăng Khoa. Nó có bị lấn cấn. Châu Đăng Khoa hát cũng ok mà nhỉ. Châu Đăng Khoa hát ok, nhưng mà Eric không thích hình tượng Châu Đăng Khoa. Tại vì mặc đồ rồng giống Eric. Em phải loại sớm. Em hiểu không? Đụng hàng không thích. Thành ơi, loại. Anh nghĩ rằng nên giữ cậu ta lại đi. Em nghĩ hay đó, em nghĩ thực sự em nghĩ bạn anh này hay. Anh nhìn là cái gương mặt, cái thần thái này cũng khi cậu ta phù hợp với những dòng nhạc trữ tình nhẹ okay. nhàng đó. Bây giờ anh Nghĩa đã lên tiếng rồi thì anh cả mình nên em ạ. Thôi thì cũng nể người anh cả, thì em nghĩ là em sẽ suy nghĩ lại. Em quyết định là chọn đội số 6. Em biết coi nên suy hiểu nghĩ không lại. Anh hiểu đó, anh hiểu. Thôi em biết rồi. Thôi để em suy nghĩ lại. Nguyện ngại lại ngay. Ai vậy suy nghĩ nào? Tôi thấy là trọng thoại của tôi cũng không ổn lắm đâu. Em cũng giống anh Thành luôn. Trọng thoại à? Thôi cứ giữ trọng thoại lại một xíu đi. Người ta nể anh, người ta giữ lại đâu anh phải cảm ơn. Ok rồi, ok, cảm ơn. Nhân vật của anh. Nếu mà vậy nè, ông già Noel cũng phát quà nhiều rồi. Ông già Noel rồi, không. Nghĩ đi về. Ai nó cũng như đi về. Hay là bây giờ mình chọn Secret Boy, chàng trai mà nãy giờ chúng ta tò mò nhất. Ai? Số 4 hả? Số 2 hả? Không, số 4. Anh nghĩ anh là... chưa có yêu. Anh đừng có ngăn cản tình yêu của đội tôi. Fan người ta đi từ hóc môn lên bị hát với Eric. Nếu vậy thì bây giờ còn đi ra là ủa phúc ơi, này đội nhà người ta, chuyện nhà người ta. Phúc người em xem ngộ quá thôi. Bạn như chuyện nhà mình nhớ hai phượng mượn cục gạch quýnh không cái. Quá tức. Bây giờ em nói đi. Em nói thôi, bây giờ mình trừ đi 3, mình còn 3. Thế đó hả? Như vậy là các bạn đã quyết định chọn số 3. Năm mới lại đến, em vẫn lại bóng một mình. Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình. Tề sách hành lý miệng em cười vẫn tươi xinh. Cảm ơn em, rất dễ thương. Sao đẹp dữ vậy? Xinh hả? Sao đẹp dữ vậy anh? Ai biết đâu. Quá đẹp. Trời ơi xinh.
Khoan cơm với tao không em? Sao đẹp dữ vậy? Không, bây giờ em cần biết đẹp bất chấp bảo vệ. Đúng. Mà anh quá nghĩ đẹp. Hay. Hay luôn. Em nghĩ hay luôn. Hay luôn. Không cần biết, bất chấp bảo vệ. Tại sao có một cô gái thơm bơ như vậy, đẹp như vậy, xinh như vậy, dáng đẹp như vậy, hát hay, nhịp đúng như vậy lại xuất hiện trong chương trình này? Từ xưa giờ mẹ cha bảo bọc, được, không cho ra khỏi nhà. Ngày hôm nay nó bước xiềng phá xích để nó nói với cha mẹ rằng: dừng lại đi, con cần tự lập, con muốn làm ca sĩ, đừng cản con. Ủa, khổ lúc sinh cha mẹ là chà mẹp vậy đó hả? Dạ không, ý em nói là con bé nó đã muốn sổng lòng. Sổng lòng hả? Sổng lòng. Nếu đẹp như vậy, hát như Minh Hằng mà hát như Hằng đẹp nữa thì đẹp. Tiết mục đó nổi, tiết mục mình ra gì? Loại. Thì thật trùng hợp, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sôi động. Chúng em đang gọi là lướt qua từng quận thì chợt dừng lại ở một nơi. À, một nơi tiếp tục, tiếp tục câu chuyện. Em đứng lên phát biểu, em đứng lên phát biểu. Vì để tiếp lời anh Giang thôi chứ em cũng không biết nói gì. Sau khi mà bước qua các quận thì em sẽ dừng ở quận số, chắc em sẽ dừng ở quận số 5 để em nghỉ ngơi một chút xíu. Một cái người mà như vậy, make up không mất nửa ngày của người ta mà loại người ta cái giọng. Thì bởi vậy sợ ở lại nữa mệt cho nên cho về sớm. Harry Lu, dạ em cũng đồng ý chọn quận 5 luôn hả? Dạ em đề nghị mà. Hai em là người đề nghị ha. Còn đội của Trấn Thành sao nè? Cũng chọn quận 5 chứ gì. Chứ gì không? Không anh. Dẫu biết là quận 5, trái tim mình nói quận 5, quận 5, nhưng em không chọn quận 5 bởi vì đội bạn chọn rồi. Nhưng thưa anh, người ta nói về món ăn ngon á thì ngoài quận 5 ra thì tập trung thì chỉ còn quận 6. Anh để ra quận 5 đã đi, quận 6 ở lại làm gì? Hôm nay em có thua, em phải trách bà biên tập làm không rõ ràng em ạ. À, không ra Lý Tiểu Long, ra Châu Đăng Khoa. Nó có bị lấn cấn, lấn cấn. Châu Đăng Khoa hát cũng ok mà nhỉ? Châu Đăng Khoa hát ok, nhưng mà Eric không thích hình tượng Châu Đăng Khoa. Tại vì mặc đồ rồng giống Eric. Em phải loại sớm. Em hiểu không? Đụng hàng không thích. Thành ơi, loại. Anh nghĩ rằng nên giữ cậu ta lại đi. Em nghĩ hay đó, em nghĩ thực sự em nghĩ bạn này hay. Anh nhìn là cái gương mặt, cái thần thái này cũng khi cậu ta phù hợp với những dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng đó. Bây giờ anh Nghĩa đã lên tiếng rồi thì anh cả mình nên em ạ. Thôi thì cũng nể người anh cả, thì em nghĩ là em sẽ suy nghĩ lại. Em quyết định là chọn đội số 6. Eric ơi, nên suy nghĩ lại. Thôi em rồi đó, thôi Eric ơi. Thôi để em suy nghĩ lại. Nguyễn ngại lại lại ngay. Ai vậy suy nghĩ nào? Tôi thấy là trọng thoại của tôi cũng không ổn lắm đâu. Em cũng bị giống anh Thành luôn. Trọng thoại à? Thôi cứ giữ trọng thoại lại một xíu đi. Người ta nể anh, người ta giữ lại đó anh, em phải cảm ơn. Ok ok ok, cảm ơn. Nhân vật của anh. Nếu mà vậy nè, ông già Noel cũng phát quà nhiều rồi. Ông già Noel rồi, không không không. Nghĩ đi về. Ai nó cũng nhiều quá nè. Đi về. Hay là bây giờ mình chọn Secret Boy, chàng trai mà nãy giờ chúng ta tò mò nhất. Ai? Số 4 hả? Số 2 hả? Không, số 4. Anh nghĩ anh là... chưa có yêu. Anh đừng có ngăn cản tình yêu của đội tôi. Fan người ta đi từ hóc môn lên bị hát với Eric. Nếu vậy thì bây giờ còn đi ra là ủa Phúc, Phúc ơi, này đội nhà người ta, chuyện nhà người ta Phúc. Người em xem ngộ quá. Thôi bạn như chuyện nhà mình nhớ. Hai phượng mượn cục gạch quýnh không cái. Quá tức. Bây giờ em nói đi. Em nói. Thôi bây giờ mình trừ đi 3, mình còn 3. Thế đó hả? Như vậy là các bạn đã quyết định chọn số 3. Tội nghiệp. Tôi có một quán ăn gia đình tại 23 Tôn Đức Thắng quận nhất. Anh là một mấy một cái tháng nó dài phường 12 quận nữa. Trời ơi, không ai hỏi luôn á. Đề nghị ngưng cái chương trình quảng cáo này lại. Thì tôi đã quận nhất thì gia đình tôi hướng về quận nhất. Thấy chưa? Tội nghiệp trong tay hết của tôi. Để làm chi? Để bạn ấy có cơ hội về sớm lo cho bà ngoại quay nắng qua nhà. Bữa bà ngoại mệt quá, quay nắng qua bà ngoại bệnh. Vậy thì bây giờ bố Phạm, cảm ơn anh đã mời em trước. Em đang phân dân. Tôi biết số mấy rồi. Gì vậy? Số đấy chắc chắn luôn á. Tôi đoán các anh chị. Thôi cứ chọn đi, đừng có đoán. Chọn chứ đi đã. Ok. Thưa anh Đại Nghĩa, như chúng ta đã biết,
tại sao mùa 4 này hấp dẫn? Là tại vì chương trình mời một cái bà biên tập được NASA fighter. Mà đã nói tới NASA không thể không nhắc đến NASA. Thưa quý vị, NASA là một nhân vật được mang tên là phá phách và khó thuần hóa. Đó là tính cách của NASA trong truyền thuyết. Còn NASA này cũng có một giọng hát rất là khó thuần hóa. Thành thử ra là chúng tôi nghĩ nên để anh ấy được phát huy giọng hát của mình. Số 4. Từ gia đình em có chia sẻ, nãy giờ gia đình em có để ý số 2, số 6 là hai nhân vật mà có lẽ là 50-50, tụi em chưa chắc. Thì không, tụi em lượt qua. Tao thấy số 2 là chắc luôn rồi đó. Nhìn cầm cái rổ muốn liền dữ lắm luôn. Mỏi quá muốn về lắm rồi đó. Rớt. Ủa đấy, em đi chơi chương trình này em phải khẳng định bản thân, em phải tìm những điều khó em lao vào chứ số 2 nó đơn giản Đức, quá. Đức, hả? Mày thấy số 2 mày nói muốn về. Bây giờ số 1 chắc muốn ở. Cái mặt nó buồn thảm hơn. Tội nghiệp quá em ơi. Trời ơi, tôi đâu đây. Trái cây rớt. Giải thoát cho số 1 đi. Trái cây rớt giá hết rồi. Bây giờ nhìn nè. Nhìn tội quá. Gia đình em quyết định nè. Hiện nay ở vòng 1 đang tập trung 3 hướng. Anh Đức thích Thảo Điền. Quân 2. Dạ. Thu Thị thích Biteco. Quân nhất. Em thích Phương Mỹ Hưng. Phương 7. Dạ. 1, 2, 7. Khó bây giờ quánh tù xì hay sao? Hãy đi. Hãy chọn con số của mình. Seven. Seven. Ừ. Số 7. Cái gì cái gì các bạn? Cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta lường trước được, nhưng mà có những điều chúng ta không lường trước được. Đó người ta gọi là ngày mai, là tương lai. Nhưng có những điều chúng ta thấy trước mắt, giúp được thì giúp. Ừ, mình xúc luôn anh. Số 3. Đâu vậy nè? Còn số 3 phải không? Người ta phải sống cực khổ như vậy. Giải thoát là cách tốt nhất cho việc đi số 3. Kìa đó, chuẩn bị cái túi đi xuống luôn kìa. Vậy là đồng chí Cường Giang chọn số 3. Mai mốt thương quá. Các bạn mà tham gia chương trình này nói với bà Ngân, đừng bao giờ cho mình làm cái gì mà nó quá khó. Bởi vì các anh chị đến đây đều là những người nhân ái, có trái tim bao dung. Thấy vậy rất là tội, cho nên là quyết định giải thoát. Trong gì mà anh nóng khổ thân quá. Thưa các anh chị và các bạn thân mến, Dương Triều Vũ là một ca sĩ nổi tiếng hiện tại, và hiện tại đang sống ở quận 7. Chết. Đừng. Hay. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ chọn quận 7. Chọn số 7. Không. Bởi vì đây là người hát hay. Mà hát hay là phải để dành cuối cùng để hát với Dương Triều Vũ. Thế nên thưa quý vị, được, tôi biết rồi. Bà con sáng và tôi lửa tắt đèn có nhau hả? Tôi lửa tắt đèn có nhau. Bà con sáng cũng bằng láng gì gần. Biết ngay mà. Và đây cũng là vị trí mà Trấn Thành đang mong muốn. Vì sao? Nên chúng tôi đi trước một bước loại. Rồi sao? Thấy chưa? Tôi nói mà, trong bất động sản hơn thua nhau có một nốt nhạc à. Phải đặt cọc liền. Đặt cọc liền. Lần này khó. Thiệt. Khó hả? Lần này nghiêm túc là khó. Ừ. Bên hệ thống bất động sản công ty chúng tôi hiện tại đã tìm được 3-4 mặt bằng dở rồi. Nhưng bên Trấn Thành thì chưa. Chúng tôi nói vậy thôi. Thưa quý vị, chúng tôi biết là ở những nơi có những con hẻm sâu, hẻm rộng như một cái đường lớn. Và nơi đó không ai khác hơn, đó là khu vực quận 2 thủ. Quận 2. Biết ngay mà. Chị Dân. Chị Dân, đại bây diện. Giờ đây là người đàn ông duyên dáng. Nói chuyện đi cô. Chào chào đây. Chào bọn. Chú hai thương lắm. Nói chuyện như muốn hôn nhau luôn trời. Hai người đàn ông quá trời. Nói cách xa xa ra trời. Ghê quá. Số 1 nha anh. Số 1. Tại sao chọn số 1? Được tội nguyện. Em nghĩ là bạn số 1 hay không hay? Tới giờ này mới vừa vô cái cho người ta về uổng bộ đồ người ta mướn 160 ngàn. Tại vì nóng quá cho về sớm nữa. Tại vì thấy tội nghiệp sẽ cho về sớm nữa. Nhưng đợi người ta lấy cái tiền 10 triệu dòng chót người ta đậu lợi để người ta đắp bù đắp cho cái sự cực khổ từ sáng tới giờ. Sao vậy anh Trang? Chọn đi. Chọn người khác hả? Em cứ chọn ý của em. Chọn số đó đó, cho đi về sớm đi để cho tội nghiệp nhỏ nóng bây giờ thấy mặt người không nói cười gì luôn mà. Rồi. Em nghĩ là bạn số 1. Cái bà này không.
nói dẫm cái dính liền đi vòng cho người ta hồi hộp. Em thật thà quen rồi. Vậy là số 1 chuẩn bị sẵn quần sẵn áo đi một vòng nè, tiếp. Em nghe nè, em nghe như thế nào gọi là dẫn dãi nè. Dạ. Đây, bắt đầu. Dạ. Thưa các anh chị và thân mến. Ai cũng biết cuộc sống sao, cuộc sống sao. Cuộc sống tôi những ngày tháng thơ ấu là khổ cực triền miên. Đúng vậy. Và sau đó năm 2000 bắt đầu lên Sài Gòn lập nghiệp vẫn cực khổ. Đúng vậy. Vẫn xa cha xa mẹ, rồi tự đi mày mò, đi kiếm tiền, nhiều khi một ngày kiếm không ra 10.000. Cuộc đời như nào? Cuộc đời đau khổ cùng cực, bị vùi dập, bị người ta nói lên nói xuống. Đúng vậy. Rồi sau khi trưởng thành, đi học trường sân khấu, bị đuổi. Nhà sắp hết chưa anh? Chưa đâu. Vẫn chưa ai đoán ra được số mấy nha. Bắt đầu đi diễn trên Linh, từ từ bắt đầu khán giả thương. Đâu? Bắt đầu thành công. Sau này có tiền lo gia đình, còn dư là chút tiền mở quán cơm 27 chợ Quốc Thảo, quận 3. Đừng có. Hay không? Xuất sắc. Hay không? Hay không? Hay quá. Thì thưa quý vị, chúng tôi khẳng định quận 3 là nơi màu mỡ. Anh Nghĩa, hãy cho em sửa lại một tí. Chị gì? Để em muốn chị cho cô gái em của em cái cách để nó nói chuyện sau này biết ăn biết nói với người ta. Thưa quý vị, khi mọi thứ nó đã dồn về một nơi sầm uất nhất thì đó cũng là lúc chúng ta nên dừng chân nghỉ ngơi lại để tĩnh tâm lại, suy nghĩ là mình nên ăn gì trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy ghé nhà hàng ăn mà 23 tối tháng quần nhất. Mỗi hiểu hả? Mỗi ông quảng cáo một cái nhà hàng. Trời không, nhà ơi, nhà hàng ăn ngon thật. Cảm ơn. Thank you. Yên tâm, chỗ đó sẽ bị cắt. Ở khu phố 1 mọi người thấy thế nào? Hay. Có câu đâu hay. Bảo đảm. Bước vô không muốn nhìn, quay qua nói chuyện riêng với Sam là để giống như là đánh lừa là người ta là... Thôi 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 thôi. Em nhìn em một cái thôi nè. Đó là đôi guốc đi biểu diễn. Hồi nãy cũng phân tích đôi guốc một lần rồi anh. Anh chớ một lần rồi. Em đổi anh làm sao, em làm sao vậy? Em biết bên phải. Anh mấy bên anh nào đúng thôi. Em nói hay là tại vì á, cô chống nành con cái tay này, thấy không? Đây nè, con thay độ cũng bấu, bấu vô nữa không? Cũng bấu vô nữa. Em nói chang vậy đó. Nói không ăn nhục. Em nói chang vậy đó. Nhưng mà chưa, em cũng đồng tình với ảnh vì em thấy là khẩu hình đẹp. Nhưng mà mọi người có thấy tại sao có cái chuyện mà nó dễ dàng như vậy? Trong khi cái xu hướng của cái mùa này là bà biên tập ở dòng siêu diễn là che miệng tất cả các bạn ấy lại. Không, nhiều khi tự nhiên có những cái hôm nay chị chỉ vui, chị thích để cho mọi người biết luôn. Để chị vui. Đi trước mặt mọi người ở một cái cự ly gần như vậy. Anh, bữa nay bà biên tập biết con Sam tới, bà nghĩ con Sam nó xàm lắm, con sẽ nó điên nó khùng. Nhưng không, ai ngờ phái còn tỉnh táo. À, nó phát hiện ra như vậy sai kế hoạch của bà Ngân. Ngân, em còn non lắm.